Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, việc xử lý tiêu thụ tro, xỉ, nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất và vật liệu xây dựng đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để lượng tro, xỉ được xử lý một cách triệt để thì vẫn cần sự tích cực từ các doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có 27 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất khoảng 20.000 MW, chiếm 36% tổng công suất nguồn điện của toàn hệ thống, hiện phát sinh ra khoảng 15 triệu tấn tro, xỉ. Thực hiện nghị quyết số 452 QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón, làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, và quyết định số 2056 QĐ-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đề án xử lý tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. Toàn bộ 100% nhà máy nhiệt điện đốt than đã có đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, năm 2019 và 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra giám sát chuyên đề về thực hiện đề án xử lý tro và tiêu thụ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tăng lên hàng năm. Năm 2018 tỷ lệ tiêu thụ là 38,5%, năm 2019 là 50% và 2020 là khoảng 60%. Tro xỉ nhiệt điện đều được hợp chuẩn, hợp quy để sử dụng cho các mục đích khác nhau, như tro xỉ làm vật liệu xây dựng, phụ gia khoáng cho xi măng làm vật liệu san lấp. Còn theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, hiện nay công suất của các nhà máy nhiệt điện than đã chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng công suất các nhà máy nhiệt điện trên cả nước. Thời gian gần đây, một số nhà máy nhiệt điện xây dựng mới được đầu tư công nghệ hiện đại đã giúp cho việc nâng cao hiệu suất nhiệt điện than và giúp bảo vệ môi trường sinh thái. Gần đây thì các nhà máy điện sử dụng công nghệ siêu tải hạt. Cái công nghệ này là hoàn toàn khác cái công nghệ ngày xưa, là công nghệ lọc tầng sôi. Cái công nghệ lọc tầng sôi này là nó có nhược điểm là các cái khí phát thải. Công nghệ sau này đốt than từ cấm nắp trở lên, khí phát thải độc ra môi trường gần như không có. Thứ hai nữa là vì là nhiệt độ trong lò cao, do cái tro xỉ rất ít phát ra, mà cái đường tro xỉ này ấy, có ra khỏi lò đốt thì người ta sử dụng cho các nhà máy xi măng. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua đã có một số đơn vị tiên phong trong việc xử lý nguồn tro xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện chạy than vào sản xuất gạch không nung, ép tro xỉ thành những khối lớn làm bê tông lấn biển, đê chắn sóng, thay đá hộc. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và sử dụng xỉ hạt lò cao và xi măng bóc lăng, xỉ lò cao trong ngành vật liệu xây dựng từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Việc sử dụng xỉ lò cao vào trong ngành sản xuất xi măng thì xỉ lò cao là một cái sản phẩm phụ của ngành luyện gang. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong sản xuất xi măng thì cũng là tiêu thụ, góp phần tiêu thụ vào cái chất thải trong quá trình sản xuất công nghiệp. Thứ hai nữa là xỉ lò cao lại là một cái phụ gia có hoạt tính rất là cao trong xi măng. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong sản xuất xi măng thì giảm được hàm lượng clinke tương đối lớn. Đối với xi măng xỉ lò cao thì hàm lượng clinke nó chỉ chiếm khoảng từ 30 đến 50%. Còn lại là 50 đến 70% là S95. Thế thì với cái xi măng như vậy thì chúng ta biết là để sản xuất clinke là sẽ phải nung đá vôi và đốt than, cho nên sinh ra rất nhiều CO2. Một tấn cây ke nó phải tiêu hao sinh ra khoảng độ 0,4 tấn CO2. Và khi mà chúng ta tiết kiệm cây ke trong xi măng thì đồng nghĩa với việc là chúng ta giảm phát thải CO2 ra môi trường. Để đẩy mạnh việc xử lý sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 08 CTTTG ngày 26 tháng 3 năm 2021
về đẩy mạnh xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Chỉ thị này nêu rõ, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án xử lý cho xỉ thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng thải chứa trong bãi không vượt quá 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, cho xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, để việc ứng dụng cho xỉ vào sản xuất vật liệu xây dựng được hiệu quả, thì các cơ quan hữu quan cần thấy được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường để có những giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đầu ra đối với sản phẩm từ cho xỉ. Các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất cùng bắt tay hợp tác, giao lại một phần diện tích đất chôn lấp cho xỉ cho doanh nghiệp xử lý, đồng thời trả chi phí xử lý cho xỉ cho doanh nghiệp. Về phía nhà nước, cần có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn, miễn lãi suất cho các dự án để cùng xử lý triệt để nguồn thải cho xỉ, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển nền công nghiệp xanh bền vững.